Bây giờ mình phải bỏ tay ra nhận tiền của nó anh ấy là đúng không? Không nhận được. Nó vẫn luôn đi ra đây. Đây bắt bún chó đùi trong chợ gọi là Mỹ Đình. Dạ màn nhỉ. Ngon thế không? Dã man. Đập đà mòn vẫn là Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
mạch, nghĩa là nó học sinh nó chia rồi, học sinh đúng không? Đúng không ạ? Thế bạn phụ huynh nhận tiền nó không? Thế thì em nhận tiền không? Bây giờ thì phải bỏ tay em nhận tiền của nó anh ấy thế nào? Đúng không? Không nhận được. Nó có lương thì chúng ta tôi được ra mà bảo 24 nó ra mà 29 mà à, gọi em rồi hả? Em biết là anh uống em cứ ăn trước em ngồi chơi quay nhanh thế chả gọi cô nào đâu là lôi bạn ra mà à, dạ. Qua gọi Dương đi đi vào đây đi đi vào đấy để cô bảo là bảo ra rồi nên em cứ đi ra anh đi làm gì ạ? Cầm em có uống không? Đi vào đi. Thế thôi, còn bắt mình rồi thôi. Mỗi người bắt đùi rồi. Ba à này, gọi cho một bát bắt cái loại nhỏ cho Vĩ. Vĩ ngồi ra sang đây uống. Đây. Bát nhỏ đừng có thịt nhá. Bát nhỏ, không không thịt. Không, kệ. Lúc gọi đây rửa anh ta xong rồi qua đang tham làm công làm đâu làm mà say quá đang đi ăn cầu rồi nhỉ ra được không hôm qua gọi điện chưa hẹn rồi ngồi đi uống làm được tạm dừng đâu với cả sắp đầu rồi 7 tháng nữa mẹ wow, không phải đâu, mẹ mình đã dặn thế rồi. Bây giờ hôm nay là bảo là Nam, em chưa nhớ gì cả. Nam cũng đã uống rồi. Cuộc đời của Nam. Đâu rồi, ra đi, ra đây làm bát rồi xong rồi về. Ăn một tí, nói thì phải đi đi ạ. Đúng rồi. Và phải đếm tiền nhiều tí. Đúng rồi nhá.
với bên Hà đây mới trả qua cả. Đấy, chưa chậm gì nhé. Đúng gì, nếu 7 rưỡi 8 giờ thì anh có đi làm không? Nha, nhanh nhá. Công đi không ạ? Lại đang quay à? Công đang bệnh viện không ạ? Qua vừa ra thăm rồi. Nhưng mà nó đỡ rồi. Và nó về thì chó, như là thịt bò, thịt tiểu cầu lắm, tùy được màu đó lên. Giờ hiện đang có người những người thịt bò lên cũng tốt. Chỉ như ăn được làm người nghe em đứng trẻ chó. Cháu phát nhỏ không bị dĩa đều đám nước vào thôi. Ngon kìa. Nếu bảo là chủ động đi ăn thì chó cháu là một chủ động. Hôm qua mình vừa xem cái chương trình của VTC ấy. Nó phỏng vấn những người làng Nhật Tân ngày xưa ấy, alo. Ở đây VTC ấy, Mỹ Tốt Nghiệp ấy. Mình nghĩ là em là chàng mãi rủ mẹ Hà Đô ra chó. Mình nghĩ đầu ấy. À hôm qua thấy mày quay tao bảo là người Hà là em dương nó đang chắc là một bận. Nó gọi mày cũng được. Hả? Có tự dưng em là sao tôi không nghỉ thế nào? Thế là mình Đó, có cái gì ở đây thì vô mặt đê người tâm linh người chuyển đi xe mình ngồi mình ngồi xem vấn đề tâm linh là lắm nhiều hơn bây giờ nghe là vui mình đang trên nhà đi xuống mình thấy điện thoại qua cuộc cửa những alo nó đi gọi lại rồi đọc tin nhắn chưa thế mãi nó đi chóm mà thì mẹ ông alo là kiểu tật thế. Mẹ mình đang định bảo rồi sáng mai mẹ ngủ dậy gọi ông alo đang chó. Đây ra thôi để thay áo rồi bẩn. Cái này nó đang thành nhiều cái tân anh chặn nhận ở đấy rồi chứ không thể đi chắc là cũng nhờ vấn đề tâm linh người ta học nhiều nữa không đó. Người tâm linh thì đông vắng khách đi thứ hai là chắc là làm đường đường một phần mà nhiều nhà ở trong đê mà không phải là nhà ở trên mặt đê đâu thứ hai một bộ phận không nhỏ người ta bỏ được chó ở đâu. Thì là Tân ấy anh? À, Tân không phải nữa. Có đó di chuyển đi chỗ khác thôi. Không, có người di chuyển. Đây là hôm qua nó phỏng vấn mà. Có nghĩa là có người, nhưng mà tin đồn thì cứ bảo là do là tâm linh, nhưng mà không phải. Còn cái nhà Hòa Mục ấy, thì nó bảo là... Nó bảo là hết đi. Nhưng mà nhiều lý do. Ừ, nhiều lý do mà. Nhưng mà lý do chính của nó thì nó vẫn nói là vắng khách. Với cả thứ hai nó cũng sợ. Nhiều nhà sợ. Thì từ xuống đưa cho bố ăn đến rồi. Ăn có nhà kéo rồi anh chuyển nhà này đến chỗ nhà ấy. Nhà nào? Nhà ông Phong biết không? Biết. Cái nhà tôi có thêm là nhà bà cùng với cái ông rồi. Quay. Đi. Từ xuống đưa anh người kéo cắt đi cho cắt nhỏ ra cho tôi. Cái đây ra người kéo cắt nó cắt đỏ đi xuống chưa? Tôi hai vòng rồi ạ. Hả? Làm gì ạ? Một trong bao người đấy?
Những ở trên chỗ hàng Đông Hòa giờ đông quá. Còn lớn rồi, đâu không phải. Ừ, ông Hoàng bảo từ gần tháng 6 tháng 5 thì ông lấy phòng ấy nhờ. Lấy rồi đi tìm lấy được phòng ấy lấy luôn. Thế thì được phòng thì chuyển luôn. Chỗ nào may được rộng không? Không phòng là duyên ấy. Được rồi, nhưng ý có rộng không? 28 mét. 2 mét nó thiết kế kiểu gì? 27 mét. Xây bình thường có một phòng được cái sinh viên không anh? Đúng. Cửa trà đây nó làm được không? Không biết, nhưng cửa trà ở ngoài nước thì đủ ngon hơn. May là đẹp rồi, là bút rồi, chẳng hạn như kia. Tật nó ăn gì nó gọi. Chơi nó chỉ có chó thôi, không nhiều mũi cún. Không, có cung nước, cung nước rồi, đánh đá rồi. Lực lượng vũ trang đang tạo điều kiện cho anh em tu dưỡng đạo đức, phấn đấu lên chức như thế mà vẫn có thế này. Đúng rồi, đất nước này loạn hết. Làm giàu thượng tá rồi, gương mấy chục củ. Nó gì để đi? Nước rồi, tiền cái. Cái chùa của chị, tức là một cái chùa